Sau khi mà chúng ta mở một bức ảnh ra rồi thì chúng ta bắt đầu là tìm hiểu về ảnh, tìm hiểu về Photoshop quản lý và làm việc với ảnh như thế nào, để từ đó thì chúng ta bắt đầu và có thể làm việc được với các cái bức ảnh ở trong máy. Thì một bức ảnh được mở ra, chúng ta có tùy thuộc vào cái nội dung của bức ảnh thì chúng ta có thể thấy nó có những cái trình bày khác nhau trên đó. Đó. Bây giờ chúng ta có từng bức ảnh. Cái thì chúng ta thấy trời, cái thì chúng ta thấy biển, cái thì chúng ta thấy cánh đồng, cái khác thì chúng ta lại thấy là một vài cái rau củ quả gì đó. Nội dung thì có thể khác nhau, nhưng mà nó đều được mở trong Photoshop, và để làm việc được thì chúng ta cần phải hiểu cái cách mà Photoshop hiển thị cũng như quản lý cái bức ảnh như thế nào. Hiểu được cái cấu trúc của nó thì chúng ta mới có thể là biết cách làm việc với các bức ảnh ở trong môi trường Photoshop. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ thử nghiệm bằng cách là tìm hiểu về nó, bằng cách là chúng ta sẽ phóng lớn bức ảnh lên và chúng ta quan sát nó cận cảnh hơn trong các bức ảnh. Thế để thực hiện thì chúng ta có mấy cách như thế này. Một là sử dụng công cụ chính tắc, thì chúng ta sẽ tìm tới cái công cụ kính lúp, công cụ zoom ở trên hộp công cụ. Thì các bạn có thể bấm vào cái biểu tượng kính lúp ở trên hộp công cụ, hoặc là các bạn nhấn phím Z ở trên bàn phím. Sau khi mà chúng ta nhấp chọn công cụ thì chúng ta có thể làm theo hai cách như sau. Thực ra có vài cách đây. Các bạn có thể bấm chuột vào cái nơi mà các bạn muốn xem. Thì cái điểm mà các bạn bấm chuột đó sẽ làm tâm phóng và nó sẽ phóng lớn cái trường nhìn ra, giúp chúng ta có thể quan sát to hơn cái bức ảnh này. Một cách thứ hai nữa là các bạn có thể là nhấp chuột và các bạn giữ không nhả chuột, sau đó thì các bạn kéo đấy. Thì lúc các bạn kéo như thế này thì nó sẽ khiến cho cái hình của chúng ta đang xem nó phóng lớn lên theo cái tay kéo của chúng ta. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta làm như thế thì nó sẽ có hai chế độ. Một cái chế độ nó gọi là chế độ Scroll Zoom. Các bạn quan sát giúp tôi ở trên cái thanh option này. Nó có một cái trường nó gọi là trường Scroll Zoom, có thể đánh dấu hoặc là không đánh dấu ở đây. Nếu chúng ta đánh dấu Scroll Zoom thì khi chúng ta kéo chuột một cái dê chuột thì là nó sẽ phóng lớn hoặc là thu nhỏ lại, tùy theo cái cách kéo của chúng ta là lui về hoặc là đẩy chuột lên phía trước. Ở đây là một cái cải tiến mà Photoshop cung cấp cho người dùng ở các phiên bản gần đây. Tuy nhiên là không phải lúc nào người dùng cũng thích thú với cái trò này. Đây. Đối với cá nhân tôi thì tôi không thích cái này. Nó là một cái thao tác nó ít mang tính chủ động mà nó phù hợp với yêu cầu của tôi. Thì thường là tôi sẽ tắt bỏ cái Scroll Zoom ra, bỏ đi, và tôi chọn cái phương pháp là làm việc như thế này: nhấp giữ chuột và nhấp giữ chuột và kéo để tạo ra một cái vùng quan sát. Đấy, cái vùng đứt đoạn đấy bao quanh cái khu vực nào tôi nhả chuột ra thì cái hình ảnh của chúng ta nó sẽ phóng lớn, nó tô đầy cái màn hình cho chúng ta quan sát. Thì cách này thì tôi thích sử dụng nó hơn là Scroll Zoom. Thì thường là tôi sẽ tắt bỏ cái Scroll Zoom đi. Thế còn để thu thu nhỏ lại thì chúng ta sẽ có cái phương pháp là vẫn công cụ này mà chúng ta nhấn thêm phím Alt. Thì lúc này thì cái công cụ nó sẽ có dấu trừ và bấm thì nó sẽ thu nhỏ. Còn một cách khác là các bạn có thể nhấn Ctrl cộng hoặc Ctrl trừ để các bạn phóng lớn hoặc thu nhỏ cái bức ảnh, hoặc là Ctrl không để cho phép chúng ta nhìn thấy là toàn bộ cái bức ảnh này nó được phóng vừa màn hình như thế này, hoặc Ctrl Alt không thì nó sẽ phóng cho chúng ta là vừa cái kích thước 100% ở trên màn hình. Đấy. Ngoài ra thì chúng ta còn có thêm mấy cái phương pháp nữa.
là nếu như mà các bạn là các bạn nhấn giữ phím an và các bạn lăn đi lên trước hoặc là xuống sau thì là nó sẽ tương ứng với cái việc là thu hay phóng đó. Thế còn nếu như mà phóng lớn lên rồi thì trong một trường hợp nào đó thì các bạn sẽ thấy là có những cái phần mà nó sẽ bị che lấp khuất mất, thế chúng ta có thể là cần là phải gì đây ạ, dê sang phải dê sang trái thì các bạn nhấn giữ phím control giúp tôi, thì trong cái lúc mà các bạn dê sang phải dê sang trái đấy thì nhấn phím control các bạn lăn cái hoàn vi lên trước hay xuống sau thì nó sẽ dịch cái màn hình sang phải hoặc sang trái giúp chúng ta có thể là xem được các cái phần tử đang bị khuất lấp. Thế thì đấy là một vài cái thao tác để chúng ta có thể phóng lớn hoặc là thu nhỏ cái trường nhìn giúp chúng ta quan sát các cái tài liệu. Thế bây giờ khi mà chúng ta và thêm một cái nữa, đấy là các bạn sử dụng phím control và phím cách. Ở đây là cách mà chúng ta sẽ sử dụng có lẽ là nhiều nhất, tại vì đây là một cái phương pháp mà nó sẽ giúp chúng ta làm việc thuận tiện nhất. Khi tôi đang làm việc với một công cụ nào đó thì cái việc mà phóng lớn đấy, nếu như chúng ta chuyển sang công cụ zoom thì nó sẽ bắt chúng ta là phải chuyển công cụ để zoom. Zoom lên xong thì chúng ta thu nhỏ lại hoặc là chúng ta để nguyên như thế mà chúng ta làm việc tiếp thì là chúng ta lại phải chọn công cụ lại một lần. Do đó thì cái việc mà chuyển công cụ là một cái việc nó cắt đứt cái mạch làm việc. Thế còn chúng ta nhấn giữ phím control và phím cách thì các bạn đang sử dụng công cụ nào không bị ảnh hưởng, nó sẽ tạm thời nó chuyển sang công cụ zoom. Và bằng cách như thế này thì các bạn có thể zoom lớn lên các bạn làm việc, và khi nhả phím cách ra thì nó lại trả về cái công cụ chúng ta đang sử dụng. Thì đây là phương pháp mà mọi người đều, sau khi mà làm quen rồi thì mọi người đều có vẻ như là chọn cái phương pháp làm việc này chứ không có cái chuyển sang cái sử dụng công cụ zoom. Thế bây giờ sau khi mà chúng ta phóng lớn một cái gì đó lên rồi, chúng ta quan sát cận cảnh rồi, thì các bạn sẽ thấy rằng là thay vì là một cái hình ảnh nó rất là nuột nà, thay vì một cái hình ảnh rất là nuột nà mà chúng ta vẫn nhìn thấy vừa nãy, thì có vẻ như hình ảnh nó không còn được giống như thế nữa khi chúng ta phóng lớn lên. Tất cả mọi thứ chúng ta nhìn thấy bây giờ nó trông có vẻ gai này, trông có vẻ không được mịn màng lắm, và hình như toàn bộ những cái hình ảnh này nó đều được cấu thành, nó đều được tổ hợp lại bằng một loạt các cái hình vuông nhỏ nhỏ. Tôi có thể kiểm tra bằng cách là tôi sang một cái hình ảnh khác, tôi cũng giữ control dấu cách và tôi phóng lớn nó lên, và tôi cũng thấy là có vẻ như đây cũng là một tổ hợp của các hình vuông. Sau đó tôi cũng có thể là chuyển sang các cái hình ảnh khác đó, thì tôi cũng bắt gặp tất cả những cái nội dung thì rất khác nhau, nhưng mà khi phóng lớn lên thì bất kể nó là diễn tả trời hay biển, người hay nước, cây hay đồ, thì cuối cùng là chúng ta cũng đều thấy là các tổ hợp hình vuông. Vậy thì chúng ta đi tới một cái kết luận rằng là các bức ảnh mặc dù có thể là nội dung hiển thị rất là khác nhau, nhưng mà xét về mặt cấu trúc thì nó đều được xây dựng bởi một cái tổ hợp rất là nhiều các cái điểm ảnh nhỏ nhỏ hình vuông. Đấy. Và đấy chính là cái phần tử bé nhất của bất kỳ một bức ảnh nào. Thế thì sau khi mà chúng ta xác nhận được rằng là một cái bức ảnh nó được xây dựng bởi các phần tử là các điểm ảnh hình vuông nhỏ đấy, thì có nghĩa là chúng ta hiểu được rằng là khi chúng ta làm việc chính là chúng ta làm việc với các cái điểm ảnh hình vuông đó. Thuật ngữ thì nó gọi là pixel, hay là chúng ta dịch nôm na ra thì nó gọi là điểm ảnh. Như vậy thì một bức ảnh có thể có từ vài cho tới rất nhiều hàng nghìn pixel, và khi làm việc thì chính là chúng ta làm việc với các pixel đó. Tuy nhiên là khi mà chúng ta đã xác định được là chúng ta làm việc với các pixel thì nó lại xuất hiện một cái vấn đề là số lượng pixel nhiều như thế thì khi chúng ta làm việc làm sao để chúng ta làm việc đúng được cái khu vực mà chúng ta cần. Một số công cụ thì là chúng ta chọn và chúng ta vẽ vào cái khu vực mà chúng ta cần đó, ta gì vào đâu thì chúng ta vẽ vào đấy, chúng ta xử lý ở đấy. Nhưng mà công cụ thì nó cũng có một cái giới hạn nhất định nào đó. Nếu mà tôi muốn làm việc với một khu vực nào đó mà lớn hơn thì lúc này tôi phải cần chỉ định cho Photoshop biết được cái vùng mà tôi muốn làm việc đấy. Mà số lượng pixel thì rất nhiều, vậy thì chúng ta phải làm quen với một khái niệm gọi là vùng chọn. Cái vùng chọn là cái gì? Vùng chọn là một cái vùng được giới hạn bởi
một cái khu vực mà các bạn nhìn thấy trôi nổi trên màn hình như thế này, và nó được bao quanh bởi một cái đường đứt đoạn, hay là chúng ta gọi nó là đường kiến bò. Vùng chọn nó sẽ đóng vai trò là giới hạn cái khu vực làm việc. Khi vùng chọn xuất hiện thì tất cả mọi thao tác các bạn làm ở trên công cụ hoặc là các bạn ra lệnh bằng lệnh thì nó sẽ chỉ làm việc ở trong khu vực này thôi, còn các khu vực nằm bên ngoài thì sẽ không có tác dụng. Ví dụ vừa rồi chúng ta đã thử vẽ bằng cái công cụ bút chẳng hạn, thì bây giờ tôi thấy là tôi cầm cái bút này tôi ghi ở đây, các bạn sẽ thấy hoàn toàn nó không có tác dụng gì cả, không thấy bất cứ một cái biểu hiện gì rằng là nó nhận cái lệnh. Nhưng nếu mà tôi ghi vào bên trong cái khu vực này thì các bạn lại thấy là nó có tác dụng. Như vậy là cái vùng chọn này nó sẽ giúp chúng ta là giới hạn cái vùng làm việc, không cho phép các thao tác trượt ra khỏi cái vùng khu vực này. Đấy. Còn nếu không có vùng chọn thì sao? Không có vùng chọn thì với các công cụ thì đơn giản, vẽ vào đâu cũng được. Nhưng mà với các lệnh thì nó sẽ khác rất là nhiều. Ví dụ chúng ta làm một cái lệnh tô, phim chẳng hạn. Khi mà tôi chọn một màu nào đó, tôi tô. Ví dụ tôi muốn làm một cái đám mây nào đó, tôi muốn tô cái sắc hồng, sắc đỏ ở trong này chẳng hạn, cho thành cái mây có dáng chiều chẳng hạn. Thì đấy là ý tưởng thôi, còn khi mà chúng ta ra lệnh thì nó sẽ tô hết, tại vì là nó không biết là chúng ta sẽ tô vào đâu. Đó. Rất nhiều điều này. Nếu không chỉ định cho nó thì Photoshop nó sẽ hiểu rằng là tô vào tất cả các điểm ảnh đó và nó tô vào toàn bộ bức ảnh. Và đấy không phải là mong muốn của chúng ta. Vậy thì muốn tô vào đâu, chúng ta sẽ buộc phải có một cái vùng chọn để xác nhận rằng là tôi muốn tô vào đây thôi. Đó, đây, thực hiện lại lệnh tô vừa rồi. Các bạn sẽ thấy là nó chỉ rơi vào cái khu vực mà chúng ta đã quy định là nằm trong cái vùng đứt đoạn, hay là chúng ta gọi là vùng chọn này. Tuyệt đối không có một tí màu nào lấn ra phía ngoài, nó chỉ nằm ở trong khu vực này thôi. Thì đấy là cái vai trò mà chúng ta vừa giới thiệu cho cái vùng chọn, có nghĩa là xác nhận lại cái khu vực làm việc mà Photoshop được phép làm đấy, thông qua cái vùng chọn đó. Ngoài vùng chọn không được làm việc đấy, trong vùng chọn được phép làm việc, không có vùng chọn có nghĩa là có thể làm việc được với toàn bộ cái bức ảnh, không có chỗ nào kiêng kỵ hết. Thế thì sau khi mà xác nhận được là cái vai trò của vùng chọn thì chúng ta cần phải xem thêm một vài cái khái niệm liên quan tới vùng chọn như sau. Thứ nhất là vùng chọn có những cái yêu cầu gì, nó có những thuộc tính gì. Đầu tiên là tạo ra này, tạo ra thì tôi nói nhanh, vùng chọn là cái thứ mà chúng ta làm việc rất là nhiều và chúng ta cần phải làm việc với nó thường xuyên. Do đó thì vùng chọn là một trong những cái thao tác cần phải làm nhiều. Do đó những cái công cụ mà giúp chúng ta tạo ra vùng chọn sẽ được để ngay khu vực đầu tiên ở trong hộp công cụ. Tại vì là nếu mà chúng ta không tạo được vùng chọn thì chắc chắn là chúng ta không thể làm được cái việc gì hết. Cho nên là các công cụ mà tạo vùng chọn được đặt ngay trên này. Chúng ta sẽ có một số các nhóm công cụ tạo vùng chọn được giới thiệu luôn ở trong này. Đấy là nhóm công cụ Rectangular, giúp chúng ta tạo ra những cái vùng chọn hình chữ nhật và hình ellipse. Nhóm công cụ Lasso thì bao gồm 3 dạng là Lasso thông thường, Polygon Lasso hay là Magnetic Lasso. Và cuối cùng thì chúng ta có một cái nhóm nó gọi là nhóm công cụ tạo vùng chọn theo màu sắc, thì gồm có 2 công cụ là Magic Wand, một công cụ rất là cổ điển, và một công cụ mới hơn là công cụ Quick Selection. Như thế là trước hết là chúng ta giới thiệu các nhóm công cụ để tạo ra vùng chọn. Thế sau khi mà tạo ra vùng chọn rồi thì chúng ta làm cái gì với vùng chọn nữa? Tạo, hủy, đó, mở rộng, thu hẹp, dịch chuyển, đấy là những thứ mà chúng ta sẽ làm quen. Thế thì trước hết là chúng ta nói là về vùng chọn. Về mặt nguyên tắc, tại một thời điểm bao giờ cũng chỉ có một vùng chọn duy nhất thôi đấy. Và nếu như mà chúng ta muốn hủy vùng chọn đấy thì chúng ta có thể sử dụng một trong các phương pháp sau. Một là các bạn chọn cho tôi một công cụ bất kỳ trong các công cụ tạo vùng chọn, sau đó các bạn bấm ra ngoài cái khu vực vùng chọn này, chỉ cần bấm ra ngoài thôi. Đây, vùng chọn, đây là bên trong vùng chọn đúng không? Bấm ra ngoài vùng chọn thì nó sẽ hủy bỏ vùng chọn đi. Cách thứ hai là có một vùng chọn, bây giờ tôi bấm ra ngoài và tôi giữ chuột, tôi vẽ ra vùng chọn thứ hai,
thì vẽ vùng chọn thứ hai, thì vùng chọn thứ hai hay nói nôm na gọi là vùng chọn mới, thì vùng chọn mới sẽ tự động hủy bỏ vùng chọn cũ đi. Cách thứ ba, chúng ta xử lý bằng lệnh. Thì các bạn có một cái menu gọi là menu select, tất cả những cái gì liên quan tới vùng chọn thì đều xử lý ở trong menu select này, và các bạn có thể chọn lệnh deselect hay là phím tắt của nó là Ctrl D. Chúng ta nhấn lệnh này thì nó sẽ hủy bỏ vùng chọn đi. Như vậy là chúng ta đã bắt đầu biết cách là tạo ra vùng chọn đơn giản và cách hủy bỏ nó đi. Thứ nữa, vùng chọn nó có tác động ngay lập tức tới cái bức ảnh hay không? Thì câu trả lời là không. Vùng chọn nó chỉ là vùng chọn thôi, cho tới khi nào chúng ta áp dụng một cái thao tác bằng công cụ hoặc bằng lệnh trong phạm vi vùng chọn thì nó mới tác động đến ảnh. Còn vùng chọn bản thân nó không có tác động gì đến cái ảnh cả. Lúc này chúng ta sẽ có một thứ gọi là vùng chọn trôi nổi hay là floating selection. Các bạn có thể sử dụng bất kỳ một công cụ nào trong nhóm 3 công cụ này, trỏ vào và nhấp chuột, các bạn có thể lôi cái vùng chọn của chúng ta đi bất kỳ cái chỗ nào trên bức ảnh, và cái việc di chuyển của cái vùng chọn này không ảnh hưởng gì tới cái bức ảnh ở bên dưới cả. Thế nhưng sẽ có một cái khác biệt. Một là các bạn sử dụng công cụ Move. Nếu như các bạn đưa công cụ Move này vào trong cái vùng chọn mà các bạn nhấp giữ chuột, các bạn kéo đi, thì lúc này các bạn sẽ cắt cái vùng điểm ảnh ở cái vị trí gốc của nó, các bạn đưa nó sang vị trí khác. Đây các bạn nhìn rất dễ, tại vì là lúc mà chúng ta sử dụng công cụ Move vừa thì biểu tượng của cái trỏ chuột nó sẽ chuyển sang hình cái kéo. Và bằng cách nhấp kéo như thế này thì các bạn thấy rằng là cái vùng điểm ảnh chúng ta đang chọn này nó sẽ dịch chuyển trôi nổi ở bên trên cái bức ảnh. Vùng chọn vẫn còn, có nghĩa là nó còn trôi nổi và bạn có thể kéo đi bất cứ đâu. Tất nhiên là lúc kéo này thì nó vẫn chưa làm ảnh hưởng gì tới các vùng điểm ảnh khác, nó chỉ cắt cái vùng điểm ảnh này ra khỏi cái vị trí gốc thôi. Thế còn nếu mà chúng ta Ctrl D, chúng ta hủy bỏ vùng chọn đi, deselect, thì lúc này cái vùng điểm ảnh trôi nổi này sẽ được dán vào cái vị trí mà nó vừa bị hủy bỏ vùng chọn. Thế còn trong trường hợp mà chúng ta di chuyển cái vùng chọn mà vẫn còn cái vùng điểm ảnh trôi nổi này, floating image này, mà chúng ta lại di chuyển nó bằng phím Alt thì dừng ở đâu thì nó sẽ tạo bản sao lần đấy, đè luôn lên cái vị trí gốc của cái bức ảnh. Đấy là nhấn Alt trong lúc mà có vùng chọn. Còn nếu mà di chuyển không thôi thì nó chỉ là di chuyển tạm thời trôi nổi thôi. Đấy là vùng chọn, di chuyển vùng chọn trôi nổi và di chuyển bằng công cụ Move thì là sẽ dịch cái điểm ảnh tại cái vùng được lựa chọn đi. Thế bây giờ có thêm mấy vấn đề cần phải lưu tâm. Ví dụ như là chúng ta tạo vùng chọn, chúng ta dịch chuyển trong lúc mà tạo vùng chọn, rồi chúng ta thêm bớt mở rộng thu hẹp thì làm như thế nào? Nhất là tại cái điểm mà chúng ta nhấp chuột, chúng ta kéo thì là chúng ta tạo thành vùng chọn, buông tay ra thì chúng ta sẽ tạo xong vùng chọn. Tuy nhiên là đôi lúc chúng ta vì một lý do nào đó chúng ta có thể làm không nó chuẩn. Ví dụ như tôi muốn chọn cái hòn đảo này chẳng hạn, đó, thì tôi phải vẽ ở một cái vị trí làm sao khi mà tôi kéo chuột thì tôi bao được lấy cái hòn đảo này. Tuy nhiên là nếu như mà tôi lại nhấp sớm quá thì tôi vẽ ở đây là nó chưa bao được. Tất nhiên là chúng ta có thể là hủy bỏ cái vùng chọn này đi, chúng ta vẽ lại một cái vùng chọn khác cho bao được. Hoặc không thì chúng ta có thể là vẽ giữa chừng này và chúng ta di chuyển nó. Đấy, thì các bạn có thể là đừng nhả chuột, sau đó thì các bạn nhấn phím cách ở trên bàn phím, thì lúc này các bạn có thể dịch chuyển cái vùng chọn đang vẽ dở này sang vị trí mới. Và đến vị trí mới rồi các bạn nhả chuột ra thì các bạn có thể là nhả phím cách và nhả chuột ra, thì các bạn sẽ có được cái vị trí mới của vùng chọn này mà không nhất thiết là phải hủy bỏ nó đi. Thế còn một cái vấn đề nữa mà chúng ta cần phải nói, đó là thêm bớt mở rộng thu hẹp vùng chọn chẳng hạn. Chẳng hạn như là tôi muốn vẽ một cái vùng chọn, tôi lấy cái hòn đảo này như thế này là một vùng chọn hoàn hảo, lấy được trọn vẹn hết tất cả cái hòn đảo. Tuy nhiên nếu như bây giờ tôi vì một lý do nào đó tôi vẽ mới chỉ đến đây mà tôi bị trượt tay, tôi bỏ chuột ra mất rồi, thì vùng chọn này nó vẫn còn nhỏ đó. Tôi có thể dịch chuyển được cái vùng chọn này, nhưng mà tôi dịch xuống hay dịch lên thì nó cũng không bao được hết cái
cái khu vực mà tôi cần lấy. Thế thì có hai lựa chọn, một là tôi có thể bấm ra ngoài, tôi hủy bỏ vùng chọn đi và vẽ lại một vùng chọn khác bao lấy, hoặc tôi có thể lựa chọn một phương pháp khác là biến đổi cái vùng chọn này làm cho nó trở nên lớn hơn. Thế để biến đổi thì tôi có hai cách. Một là tôi sử dụng cái lệnh transform selection. Thì vùng chọn này sau khi mà đã chóp bỏ tay ra rồi, nó bé thế này và tôi muốn làm cho nó lớn lên thì tôi vào menu select. Tất cả những gì liên quan tới vùng chọn thì đều thao tác ở trong menu select. Thì chúng ta vào select và chúng ta vào lệnh transform selection. Khi tôi bấm vào cái lệnh này thì nó sẽ xuất hiện ra các cái tay nắm điều khiển bao xung quanh cái vùng chọn hiện hành. Bằng cách bấm vào những cái tay nắm đó và chúng ta kéo thì chúng ta có thể nới rộng hoặc thu hẹp cái phạm vi làm việc của vùng chọn này. Và sau khi mà tôi kéo lớn nó ra đủ để bao lấy cái hình ảnh thì tôi có thể là xử lý lại cái diện tích. Thế thì khi mà chúng ta thao tác xong thì các bạn thấy là cái vùng chọn của chúng ta đã được nới rộng ra và nó đã bao được hết cái phần mà chúng ta cần. Tuy nhiên đây là một trong các cách thôi, và cái cách thường làm nhất của người thao tác thì người ta sẽ chọn cái cách linh động hơn, đó là thêm vùng chọn vào. Thế vùng chọn hiện đang có thế này, để mà thêm vào, để mà mở rộng ra thì chúng ta sẽ nhấn giữ phím Shift. Khi chúng ta nhấn giữ phím Shift thì các bạn quan sát ở cái con chuột của chúng ta, nó sẽ có thêm một cái dấu cộng, tức là ý là thêm vào, đúng không? Và bây giờ tôi sẽ vẽ thêm một cái vùng chọn mới. Vùng chọn mới này vẽ thêm thì có thể là giao nhau hoặc là không giao nhau với lại vùng chọn cũ. Đây là trường hợp tôi đang làm là giao nhau. Khi tôi làm giao nhau thì vùng chọn cũ và vùng chọn mới sẽ trộn vào với nhau để mở ra thành một vùng chọn có kích thước lớn hơn. Giống như là hai giọt nước ấy. Hai giọt nước có thể lúc đầu nó độc lập với nhau thì nó hai giọt nước độc lập, nhưng mà khi nó chạm vào với nhau một cái thì bắt đầu nó hòa vào với nhau, nó mở ra thành một cái khu vực lớn hơn. Thì chúng ta cứ tưởng tượng như thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái vùng chọn bây giờ giao hòa với nhau tạo thành một vùng chọn lớn hơn. Tất nhiên chúng ta cũng có những cái vùng nó độc lập ở phía bên ngoài như thế này. Khi tôi vẽ giữ Shift mà không giao cắt với bất cứ một vùng chọn nào hiện hành đang có cả thì nó sẽ tạo thành nhiều khu vực lựa chọn như thế này. Tuy nhiên về mặt bản chất thì đây vẫn chỉ được coi như là một vùng chọn thôi chứ không phải là nhiều. Đấy, tại vì về mặt lý thuyết luôn luôn chỉ có một vùng chọn duy nhất được tồn tại tại một thời điểm trên màn hình. Nó có thể là một vùng hợp lại với nhau hoặc là một vùng chọn phân chia ra làm nhiều khu vực nhỏ. Vì sao? Vì sao chúng ta vẫn gọi đây là một vùng chọn? Vì khi chúng ta ra lệnh, chúng ta làm một cái gì đó thì thực ra tất cả các vùng này đều nhận lệnh một lần. Do đó thì chúng ta biết rằng nó vẫn chỉ là một thôi. Ví dụ đây, menu Edit Fill, tôi tô bằng một cái màu nào đó vào đây thì các bạn sẽ nhìn thấy là một lệnh tô này nó sẽ tô vào tất cả các cái vùng hiện đang nhìn thấy trên màn hình. Đấy, nhìn thì có vẻ như là nhiều, nhưng nếu mà cùng một lần nhận lệnh thì nó chỉ là một cái vùng chọn duy nhất mà thôi. Thế thì đấy là cái thao tác làm mở rộng vùng chọn. Chúng ta còn có một thao tác thứ hai nữa là xén bớt đi hay thu nhỏ vùng chọn lại. Thì trường hợp này nó ngược lại với trường hợp vừa rồi chúng ta làm, đó là chúng ta nhấn Alt. Khi chúng ta nhấn Alt thì chúng ta vẽ ra một cái vùng chọn mới. Vùng chọn mới này giao cắt với vùng chọn cũ ở đâu thì nó sẽ tự động chuyển cái vùng giao cắt nhau đi. Ví dụ như vùng này, tôi xén bớt đi. Xén bớt đi thì chúng ta vẽ các vùng chọn mới giao nhau vùng chọn cũ ở đâu thì nó xén cái vùng giao nhau đi, và lúc này chúng ta sẽ có một vùng chọn mới mà nó sát hơn vào cái khu vực hình mà chúng ta cần lấy. Thế để thực hiện cái này thì thực ra các bạn nhìn lên trên thanh option, các bạn sẽ thấy có một số các cái icon nó sẽ giúp cho chúng ta giải quyết cái việc đó. Thay vì việc là nhấn giữ phím Alt hay phím Shift thì chúng ta sẽ có một cái lựa chọn khác như sau. Ở trên này chúng ta thấy có 4 icon và nó sẽ thực hiện mấy việc như thế này. Chỏ vào từng icon một, chúng ta sẽ thấy có tên là New Selection này, Add to Selection này, Subtract from Selection và Intersect with Selection. Thì mấy cái này sẽ có vai trò như sau. Mặc định của chương trình nó sẽ để cho chúng ta New Selection, có nghĩa là luôn luôn khi tôi nhấp chuột thì cái vùng chọn tạo ra sẽ là một vùng chọn mới, nó sẽ tự động hủy đi tất cả các vùng chọn hiện hành đang có trên màn hình. Trường hợp thứ hai là trường hợp Add to Selection. Cái này thì là thêm vùng chọn mới vào vùng chọn vốn có.
Cái này thì thực ra nó tương đương với cái thao tác mà chúng ta giữ phím shift vừa rồi. Nhưng bây giờ thì khi bấm vào cái icon này thì chúng ta không cần phải giữ shift nữa, mà nó vẫn tự động thêm vào. Đấy, bất cứ lúc nào vẽ thì nó thêm vào. Thế còn cái thứ ba, subtract from selection, thì chúng ta bấm vào đây thì nó sẽ giúp chúng ta trừ bớt đi bằng cách là vẽ các vùng chọn mới và giao cắt với các vùng chọn cũ. Giao cắt ở đâu thì sẽ hủy bỏ vùng chọn cũ đó đi ở phần giao cắt. Và tất nhiên chúng ta không cần phải giữ A. Thế còn trường hợp thứ tư là intersect with selection, thì khi tôi có một vùng chọn đang có và tôi vẽ một vùng chọn mới giao cắt với vùng chọn cũ ở đâu, thì giao cắt ở đâu thì nó giữ cái vùng giao cắt ở đó, còn nó bỏ cái phần vùng không giao cắt đi. Trong thực tế thì chỉ có cái cuối cùng này là cái mà chúng ta cần dùng, thì chúng ta nhấn chọn thôi. Vì sao? Mặc định luôn luôn nó sẽ là cái new selection này rồi, thì để vẽ ra vùng chọn mới. Thế còn hai cái là add to selection hoặc subtract from selection, thì trong thao tác thực tế thì chúng ta nên nhấn giữ phím shift và phím an để thao tác hơn. Vì sao? Vì nhấn xong làm xong chúng ta bôm chuột ra là nó lại trở về cái trạng thái gốc ban đầu là new selection, thì nó tiện hơn. Chứ nếu mà chúng ta nhấn vào cái add to selection hoặc subtract from selection thì bất cứ lúc nào chúng ta vẽ ra nó hoặc là thêm vào hoặc là bớt đi, và như thế thì nó sẽ rất bất tiện cho cái thao tác của chúng ta. Thế cho nên là mặc định thì chỉ để ở chế độ new selection. Còn các trường hợp đặc biệt hơn, lúc nào mà cần cái intersect thì chúng ta bấm chuyển làm xong thì lại trả về cái trạng thái là new. Còn hai cái add và subtract này thì các bạn hãy giữ phím shift hoặc phím an, thao tác xong là bỏ chuột ra. Em thấy cuối là giữ shift an